tuần lễ 10 ngày là ông hú một lần, ông la ban đêm nửa đêm 1-2 giờ khuya, ông la ông chửi, ông chửi người này ông chửi người kia, mà ông chửi tên ai đâu không mà không biết luôn. Tại vì cái miền nó ghét đàn bà dữ lắm, tuần lễ không ăn thử đúng rồi này. Mà tới một cử ăn là ăn khủng lắm đúng không chú? Một ngày ăn 7 cử có luôn, cho đó coi. Vài luôn, bây giờ ăn dầu giờ là quay qua lại nửa tiếng rồi, thấy là ông hút nữa rồi đó. Thầy cái đó không ai ăn đâu, phải ổng ăn. Hồi xưa đi lính đỉnh có bạn gái không chú Hùng? Không luôn. Chú Hùng á, chú Hùng bứt cái bông xong rồi chú Hùng bị luôn ha. Ổng năm 3 tuổi rồi, ổng tuổi bứt cái bông gì ghê. Cái bông gì kinh này kìa. Tại sao cô chú bác anh chị á đi lính bên miên về đa phần là bị giống như cái chú đó vậy chú? Không biết làm sao á. BB xin kính chào cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại BB đang có mặt ở rừng Sác. Hôm nay thì BB đi trên cái cầu này cả nhà. Cả nhà đã thấy rồi, BB cũng không nhớ tên nữa. Nhưng mà nghe một tiếng hét thất thanh ở khu rừng này rất là ghê. Khi BB đi xuống đây cả nhà thì thấy một cái cầu và cái chữ cách ly này cả nhà ơi. Đã đi hỏi người dân ở đây và người dân bảo rằng là có một người đàn ông sống ở đây. Ban ngày thì ông cỡ trần, ông đi xin tiền trên cái tiếng cây cầu nãy BB quay ở nhà xem. Và ban đêm thì ông lại có những cái tiếng hát thất thanh. Và lâu lâu và giữa ban ngày cũng có nữa cái nhà. Nãy BB đang nghe đi đường thì nghe tiếng hát ghê lắm. Cho nên là BB khá là tò mò, BB sẽ tiến vào bên trong quay cho cả nhà xem nha. Đây cái từ cách ly này, cái cầu này khá là khập khiễng, nó rung lắc nữa nha. Và người dân có nói rằng á là ông đi lính Campuchia về và bị bỏ ngải bỏ bùi gì đó khiến ông có thể là không ăn không uống mấy ngày liền, và một khi ăn là ông ăn một cái thúng cơm rất là lớn. Không biết là cái sự thật là có hay không cả nhà. Đi bây giờ tiến vào bên trong qua cả nhà xem nha. Cái con đường ở đây thì khá là gồ ghề và cũng được đắp những cái phiến gạch bằng xi măng này. Người ta làm bằng xi măng cả nhà. Có đá nữa này. Đây. Đây cái chân cầu nãy bên đây kia nha. Thì bên trong thì có căn nhà như thế này đây. Để vào bên trong quay cái nhà xe như thế nào nha. Cái chưa không đền bù đó. Dạ. Giờ cho nên bà con tôi cứ chạy ở đi hoài. Giờ thấy ổng vậy đó, giờ cũng cho ông ăn cơm rồi có bánh cho bánh, mình ăn gì mình cho ông cái nấy. Là đó. Chú đó là bây giờ là chú chỉ ngủ ở dưới ghe thôi đúng không? Dưới ghe đặc biệt luôn là dưới ghe thôi, không đi đâu hết. Giờ đây cái trống vô đầu cầu 3-4 bữa trống đây, trống vô vậy là nay hàng chục năm rồi. Hàng chục năm giờ ông sống một mình ổng, không có nấu nướng không gì hết. Yeah. Ở đây bây giờ còn có hai cái liều của tôi đây nè, đó giùm nó vậy người nhà lâu lâu á cái lên thăm rồi cho mì cho đồ. Yeah. Cái nói thôi có ăn thì nấu giúp giùm luôn. Bây giờ người nhà đó ở đây giờ ở đây giải phóng mặt bằng này đi hết rồi á. Dạ. Bây giờ cho nên là đi bỏ bọn ổng bắt ổng về rồi về chở anh bắt đầu cái ổng trốn xuống còn có tiền thì đi xe buýt, còn không có tiền thì đi bộ từ ở trên Bình Khánh chở anh đi bộ xuống đây. Đi xe buýt luôn hả? Biết đi xe buýt luôn hả? Đi xe buýt luôn. Bây giờ cho tiền ổng thì 50 thì ổng sáng ổng biết mua bánh mì thịt ăn nè, biết mua bún ăn thịt nướng ăn, biết ăn hủ tiếu. Dạ. Vậy là khi mà đi Campuchia về là khoảng bao năm là cái đầu cái bùa ngải nên nó phát rồi chú? Hồi đó là phát ít, càng ngày càng bắt đầu nhiều lên. Hồi lớn lúc đó về là có ông già của ông cũng sống á, thì ông già ông làm nghề chơi hồ, thì bắt ông theo bắt đầu ông làm hồ vậy đó, thì bắt đầu kèm vô á, không đỡ chút. Còn không có người mà bỏ phế ông á, làm như cái tâm ông không có đi theo cái con đường sáng mà đi vào cái con đường mà đam mê á. Yeah. Cái người nó không có được mà ổn định. Theo mà ổng thì nếu mà ở có người nhà lân cận á thì
thì có thể ổng là không hồi phục hoàn toàn được, nhưng mà chắc có thể là cũng đỡ một phần nào đó. Mà con nghe nói là bình thường là chú cái chú này à, là khi mà ra đường là chú hay nói chuyện một mình rồi la hét luôn chú. Đúng rồi, la hét một mình vậy đó, đi đường nhầm khi dân thành phố xuống đi chơi hỏi thăm đường, chú đường này đi còn Dương Hải bao nhiêu, cái ông cười bỏ ông đi à. Cái mấy người lạ người ta không biết á, thì nói cái ông này ông sao kỳ quá. Hồi nãy giờ trò chuyện với chú thì chú có thể cho con biết chú tên gì được không chú? Tôi là Trần Văn Út. Là chú là như thế nào với lại cái chú mà nằm trong cái ghe kia chú? Cái ông này á là anh của anh bà con của mình vợ. Bà con mình vợ. Thì tính ra là chú đó là năm nay là bao nhiêu tuổi hả chú ông ha? Đó tuổi mùi đó, nay cũng 53 tuổi. Tuổi mùi là năm 67 á. 67 á. Là đi lính Campuchia về là khoảng 1-2 năm sau là bị luôn. Về kể lại lúc mà về hồi mơ hồi tỉnh đó, là nói 12 giờ trưa đang chuyển quân đi hành quân nè, cái thấy có cây bông mà 12 giờ trưa vậy mà sao mà nó tươi quá mà nó đẹp quá đi, thò tay ông bứt, cái ông đi cũng kế mấy người sau á, cái ông dừng lại cái mấy người sau đi lướt qua, cái ông bứt rồi bắt đầu ông đi theo, đó là bắt đầu về là ông bị dướng, ông bị bệnh đơn vị thấy ông vậy đó, rồi mới đưa ông về bệnh viện luôn. Giờ vậy ta? À, ông bị ngại miên. Ngại miên hả chú? Mà ngại đó là bình thường ngại quang mà. Bình thường cái chú đó ngoài cái biểu hiện mà nói chuyện một mình la hét thì chú có đập phá hay là gì không chú? Không có phá khách ai hết, hiền lắm, không quên ai, không gì hết, mà có cái gì nè mà mắc ngại miên mà về đây ăn uống thì cũng giống miên luôn. Trời ơi. Bây giờ thí dụ mà thịt cá thì ăn với mình ăn bình thường hết không? Nhưng mà trừ ra chỉ có cua tôm nướng đưa là bao nhiêu ăn hết, khô đồ đưa ăn hết, ăn như miên vậy đó, cũng như kiểu mà miên ăn đồ chui đồ nướng vậy đó. Ăn kiểu như rừng rú hồi xưa ha. Cũng như ổng mà bây giờ tôi làm nha đây phải không, có nha vô nhiêu luộc một nồi về một ổng ăn hết à. Trời ơi. Một nồi qua kia là khoảng 2-3 ký á. Cái ghê gì chú? Hết rồi, ăn hoài, ăn râm 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 hoài. Bây giờ mình hai chú cháu mình đi qua anh bỏ được không chú? Được, nhưng mà hỏi ổng thì ông cười không quan trọng, không nói gì đâu. Đi cho con chú đi thử coi. Đi ghê vậy ta. Kêu ông lên phải không? Kêu ông lên, ổng cũng lên á. Lên luôn hả chú? Dạ luôn. Ổng cũng bình thường như mình thôi. Ghê vậy ta. Vậy là đúng như những người dân chia sẻ luôn, là khi chú đi lính về là chú bị dính nhỏ luôn. Không. Lại lên đây có ai kiếm nè. Anh buồn ngủ hả? Nè là có ai kiếm cho tiền nè. Cho tiền hồi mình có gửi quà cho chú ơi Vi, thì mình gửi cho tiền nè. Cái chú này hoặc là cái chị trong kia, cái chú không biết xài tiền. Nè ngồi dậy đi đó, chú, đó. Dạ. Rồi chú ngồi đó đi chú, chú ngồi với ổng đi. Chú ngồi chú đó đi, còn con nói chuyện. Người ta chụp hình tao quay phim nè, chụp hình quay phim tôi ông luôn. Đó rồi chút nữa người ta cho tiền sáng. Chú Hùng sáng ăn gì chưa? Ổng bình thường. Có khi ăn khi xong rồi sáng rồi có bánh thì cho bánh ăn cơm vậy đó, và người nhà cũng lên thăm vậy đó, còn ghe cầu bể thì ở đây cũng có ông bên đây nè, về chét ra xi măng đó, chét rồi mà ông kêu người nhà mua lên ký xi măng á, ông không chịu về, ông không đi, ông ở đây không à, ngủ trên cái ghe này luôn, ngủ ở đây luôn đó, vậy đó kỹ kỹ lắm nha. Một cái lá cây này mà dụng xuống là lụm dục ra sân. Hèn chi ghe không thấy ghe bể nghệ hết là không có một cái lá cây xuống đây luôn á. Hèn chi thấy con thấy xong nãy con thắc mắc sao không có cái lá cây gì cơ. Một lá cây dụng trên nóc này cũng lụm dục xong. Không bao giờ mà ở sạch cũng sạch sẽ lắm. Đúng là trên nóc không có lá cây luôn. Chứ bình thường những lá này nó rụng dữ lắm. Cây này cây dẹt luôn chú. Cây đước. Cây đước. Cây này dụng lá lắm. Chừng vài ba phút là dụng, vài ba phút nó dụng mà, chứ không phải mới dụng có giờ giấc đâu. Chú Hùng nay nhiêu tuổi rồi chú Hùng? Năm mấy. Chú Hùng có hút thuốc không? Có uống rượu không? Không hút thuốc, không uống rượu luôn hả? Hút thuốc á, mà em nói vậy. Dạ. Đeo nè không? Thôi khỏi đi, để cho chú đó, chú đeo là thu được rồi. Chú Hùng biết mình bị dính ngải không miên không? Bình thường như mình, ông nói chuyện cũng bình thường như mình thôi. Nghĩa là lúc tỉnh lúc mơ hả chú? Tỉnh lúc mơ rồi. Mà mình có đi lang thang
ông thức cho 1-2 giờ khuya rồi 3-4 giờ rồi 9-10 giờ khuya 12 giờ khuya ai mà thức nổi với ổng, giờ ông đi lúng tung lăng tăng á. Cái tụng này là 24/24, ở đây thì dày đi là nằm dài quả giết, mà cái tụng này chịu bị khoảng 30 kg mà ông quả giết cái tay ông bị đau luôn, rồi về giờ mua thuốc rồi không uống thì dựa hết thì cũng quải, kêu không quải cũng quải à. Cái quải đó là quải dây chai hay gì chú? Đủ thứ thật vật, quần áo cơm ăn nước uống một ngày á, là cỡ giờ này thôi là uống phải cái chai nước cam phải không, mà nước của mình á là uống phải 5-6 chai rồi đó. Nằm uống trong nước mà nằm trong ghe này nóng không chú Hùng? Nóng hả? Không vậy đó. Là giờ là hiện tại bây giờ là bình thường ha. Bình thường. Giờ là bình thường. Thì ông lên gần là ông đi ra ngoài lộ không á. Dạ. Lên cầu nữa đi nữa ông hú la tụi mình la. Mà lúc chú Hùng đi về chú Hùng biết không chú Hùng? Không. Không biết không ha. Lâu quá rồi bây giờ chơi mấy cái đó không quên rồi. Đồ. Không nhớ đâu. Dạ. Đó. Tôi gửi là nực rồi đó. Là nực rồi ha. Nực có chú Hùng. Thấy ông mình được không? Dạ, ông đúng rồi. Uống được đó, giờ ông đã đó, giờ lắm lúc rồi ông còn ốm hơn vậy nữa. Trời ơi. Con nghe nói là khi nhịn đói cả tuần luôn à. Nhịn đói cả tuần luôn. Thì ai là cho thuốc hút thuốc, ai cho tiền lắm tiền. Chứ tiền cũng biết xài nữa mà, tiền thì 500 từ đó giờ thì không thấy ai cho ông xài hết á. Dạ. Chừng 200 trở lại, giờ 100, 50, giờ vài 30 là ổng không có xài. Sớm mơ không biết là ông qua cái tiệm bên đầu cầu đó đó ăn tiếu đàng hoàng nha. À. Và bển ăn hủ tiếu rồi về trả tiền đâu đó đàng hoàng. Còn xe Honda người ta chạy bán bánh mì đồ đó là kêu lại mua trả tiền đàng hoàng. Còn chúng ta là biết hết mà, nhưng mà người ta thấy vậy cũng ít ai lấy tiền, nhầm người lấy tiền, nhầm người ta không lấy tiền, người ta cho ông. Mà hầu như là những cô chú mà ở Cần Giờ Bình Khánh này hầu như là ai cũng biết chú Hùng hết. Biết. Ông đi lung tung, bây giờ bà con ổng cũng ở đây đi chặt hạt cho số địa đi, chứ không phải ổng không có bà con đâu, anh em con cháu ở đây coi chừng hơi con cháu ông lên tới nữa giờ là đem cơm đem nước tới không chừng, một ngày nhiều khi đem cùng hai người đem lên cũng không chừng, rồi một người thì không chừng, rồi nhiều khi không có người nào không chừng, cái tuần lễ 10 ngày cũng không có người nào lên cũng không chừng nữa, mà người nhà nhiều khi cũng đi làm ăn này nọ nơi kia đó, rồi cũng ít cái chăm nơm lắm, cái đem lên lần chục cái gạo đưa cho ở đây nè, rồi nấu cơm cho ông ăn, rồi mì dù nước nôi thì ở đây cũng ăn uống gì đó, bà con ăn gì ông ăn cái nấy. Ông muốn nực sao ông cải áo cơm chưa? Nực. Cơm ở đâu ăn ở đâu? Ở đâu lên xuống? Trên nhà hả? Mấy anh em lên xuống hả? Hồi sáng giờ có đi nhặt cho chai chưa? Ở nhà cũng thương. Rồi sau này chạy ra vô đây bữa thấy động ngoài cầu mà. Ở ngoài kia bị người ta phá hả chú? Mà ổng đi ổng nói vậy đó. Đậu đây đã rồi ổng nói thôi ở đây phèn lắm. Phèn nó ăn ghe chứ một ghe đi vô ngoài đậu. Có nập không? Chú còn quần áo mà thôi. Còn áo mới đem. Rồi mấy cái này ngủ được không? Ủa, chiếc ghe này vậy nước nó không vô hả chú? Không, dưới xi măng không à. Cái bệ dưới từ đó vậy à, sao là xi măng không à. Chiếc ghe này hồi xưa là của chú này luôn, cháu. Là của bà con cho. Cháu cho. Cháu ruột luôn á. Rồi hồi đó ở đây nè, giờ đi giờ cái để lại ở nhà giá cho bể cho rồi đặng cho ông về, nhưng mà vô cuộc ông cũng không về. Bắt ông về Tết, bắt ông về ông cũng lục tục đi xuống đây một mình. Nhà không? Khỏi ổng họ không chịu ăn ở trên nhà ăn Tết luôn. Cái bao đó con thấy chú đó ngày nào cũng đi quải á. Con thấy chú đi ngoài đường lâu lâu con đi ngang á, con thấy chú con cho tiền chú uống cà phê với ăn hủ tiếu, không có dám cho nhiều. Đúng rồi, ổng cho chừng 50-30 gì đó thì cô có cũng nhiều cho lắm. Thấy cho còn mấy người là sợ không cho, còn mình biết thì người ta mà ổng thì nói chung ra ổng thải mà ổng khùng, mà ổng làm chuyện tầm bậy ổng đọc. Còn cái vụ mà cũng như với đường bài ổng đặc biệt là không có luôn nha. Sao kỳ chú? Không có bậy bạ từ hồi đó giờ là sống đây là mấy chục năm
chung với ổng là không có cái vụ đó. Mà nhìn dáng của chú rất là khỏe luôn á, chú ngon lành luôn. Đúng rồi, không không phải dáng của một người bị bệnh. Mà theo chú nghĩ là có phải do cái ngải miên nó hành không? Thì hồi đó là nghe kể lại như vậy đó, còn về đây gửi chứng bệnh này á, thì ở đây á, thì biết theo dõi ổng, biết ổng á, nhiều khi ổng hú và tuần lễ 10 ngày là ổng hú 1 lần, ông la ban đêm nửa đêm 1-2 giờ khuya ông la ông chửi, ông chửi người này ông chửi người kia, mà ông chửi tên ai đâu không mà không biết luôn, tại vì ngải miên nó ghét đàn bà dữ lắm. Còn cái này không có nhớ tới đàn bà, vì cái vụ đó là không có. Con nghe nói là chú có khi 3-4 ngày mới ăn một cử á, ngoài tuần lễ không ăn cử. Đúng rồi, mà tới một cử ăn là ăn khủng lắm đúng không chú? Giờ một ngày ăn 7 cử có luôn. Trời đất ơi. Ừ. Vài luôn. Bây giờ ăn dầu giờ là quay qua quay lại là nửa tiếng là thấy là không hút nữa rồi đó. Dạ. Ăn nữa. Thầy chứ đó không ai ăn đâu. Phải ổng ăn. Chắc ai ăn quá. Chứ ăn con người mình ăn đâu chịu nổi chịu vậy được. Ngẫu. Con nghe bà con lối xóm là ở đây ai cũng thương chú hết á. Thấy chú ăn mà thấy thương lắm, khóc luôn á. Anh em trong nhà cũng thương lắm, khuyên chú về hoài đúng không chú? Về dước về hoài à, không về đó, cũng tóc không dài, vợ đây cũng cho cỏ đụng đây hớt, có cái vợ có bán con đồ nhỏ nè. Dạ. Cái mua mình hớt gì mà ổng hớt từ đến khi mà hôm mà Covid mà giữ dằn á, là căng á, là không cho đi á, cạo tôi cũng cạo chọc luôn mà ở đây cũng ấy luôn, cạo chọc mẹ hết thì cho nó lâu da. Nói giờ da giờ hết rồi không vậy đó. Mình có tìm thầy thử để mà trị cho chú Hùng không chú? À, gia đình cũng chạy dữ lắm mà chạy không được. Chạy tới không biết làm sao. Mắc ở miên này nghe con nói mắc ở miên này rồi là người nào bây giờ chịu thôi chứ giờ cũng cố nghĩ quan mà. Nghĩ quan. Nghĩ quan vậy ta. Hồi đó ổng đi hồi năm 79 79 mấy năm đó là ở Tây Nam này, trời ơi là nhức trên cỏ gì đó. Mà tôi cũng là đi năm 79 nè, tôi về nè. Dạ. Đức ba công găng này. Dạ. Bị đầy qua này đức ba công găng này, tôi cũng bỏ ngủ tôi về. Mà tôi may mắn hơn ha. Hồi đó đi ghê lắm, năm đó đi ghê lắm. Chú ơi, chú đi bình miên về, chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết tại sao cô chú bác anh chị đi lính bình miên về đa phần là bị giống như cái chú đó vậy chú, không biết làm sao á, bị nhiều trường hợp lắm rồi. Cái đoàn của tôi đi về như còn có được cái vài người đó, đi giờ mấy anh em tôi về cũng được vài người, mà vài người ra là không có sức ngủ nữa, tàn là què quặt với lại trốn về rồi bị thương rồi trốn về, như tôi bị thương rồi tôi về tiếng sau tôi nằm giờ bắt đầu tôi trốn về chừng mà tôi mà hết tay rồi đơn vị kêu tôi trở về á thì tôi không về chỉ mới hỏi tôi bây giờ một là trở về đơn vị, hai là đi Cần Giờ, tôi cầm cái viết tôi ký tên tôi đi Cần Giờ, tôi về đây tôi phục vụ thanh niên không ở Cần Giờ này 4 năm nữa, tôi đi năm đầu năm 79 mà tôi xuống Cần Giờ này là năm 80 đến 84 rồi tôi xuất ngũ tôi về. Nhưng mà lúc đó đi là chú sợ hay sao mà chú không muốn quay về lắm, chú? Tôi nói mới ra tới công an thơm xuân dẹp thôi à, chứ chưa có mà đi tới vô trong qua bên bển nhiều nữa, là đạn nó bay cũng mưa mà đánh dữ lắm, đạn gì bay như mưa ghê vậy chú. Ừ, rồi nó bắn liên tục luôn hả chú? Nó bắn như vậy đi, đây gần hơn là cái mắm đó nữa. Trời đất ơi, đây gần hơn là cái mắm đó nữa. Vậy ngày xưa chắc tới nữa. Sắc chết rồi chắc chồng đóng luôn hả chú? Nhiều lắm. Nói chú nói chuyện mấy anh em tôi, mấy anh em tôi. Hiện tại bây giờ là chú Hùng đang rất là tỉnh táo luôn. Rồi chú Hùng tới không giờ nào đó rồi chú mới phát bệnh. Giờ đang tỉnh nè. Hỏi gì chú Hùng cũng biết luôn. Yeah. Biết tuổi luôn mà. Biết đủ luôn. Nhưng mà hồi xưa đi qua bển mình có ghẹo gái bên bển không, mà sao về thấy nhiều chú bị bệnh quá hả chú? Bây giờ có cái video mà lỗi bằng tay nè. Dạ. Đưa ngồi ca
Hát karaoke luôn á hả? Hát karaoke. Hát hay không chú? Chữ đọc còn chữ họ còn cao siêu hơn tôi nữa. Trình độ lớp 12 luôn mà. Trời ơi, trình độ 12 mà. Ờ. Trình độ lớp 12 luôn mà. Mà thời đó trình độ 12 là khủng khiếp đó luôn, không giỡn đâu. Mà chú Hùng cao to đẹp trai nữa. Viết chữ đập ác luôn á. Trời ơi, viết chữ đập ác luôn á. Các bạn nhìn thấy chú Hùng đẹp trai không? Cái này cũng gia đình người ta cũng tử tế mà giờ đi nghĩa vụ bị bệnh vậy về bị khùng vậy thôi chứ đâu phải là gia đình tào lao đâu. Nhưng mà anh em trong gia đình thương lắm đó nha. Gia đình hồi nãy chú chia sẻ là rất là thương luôn. Rất là thương. Cầu mong cho chiếc ghe này bể về, rước về nhà mấy lần. Nhưng mà chiếc ghe này không hư. Có rước về nhà rồi. Nước vô cái lấy xi măng nè, chạm chạm chạm. Sao chú Hùng không chịu về nhà? Ở đây là cũng như là quê hương đầu tiên của ổng nè. Bây giờ ổng đi đâu ổng cũng phải chơi về đây thôi. Hồi đó ở đây nguyên một làng đông lắm. Dạ. Rồi sau này mới giải tỏa đi đó. Giờ mới hết nhà đi. Dạ. Hết nhà ai đi đi ổng cũng không đi đã ổng quanh về đây. Mà hồi xưa chú Hùng có gia đình không chú? Không, chưa có gia đình. Lúc đi nghĩa vụ tới giờ là chưa gia đình, ở vậy tới giờ luôn. Hay hồi xưa có đi bên miền, có ghẹo gái bên miền không? Hồi xưa đi lính bệnh có bạn gái không chú Hùng? Không luôn. Chú Hùng á, chú Hùng bứt cái bông xong rồi chú Hùng bị luôn ha. Ổng nay ổng 53 tuổi rồi, ổng tuổi 10. Bứt cái bông gì ghê. Cái bông gì kinh này kìa. Chắc là bảy của mười miên á. Cái bông ngải miên á. Ngải miên ngải ngải quan á. Ngải quan. Là nó là hình thành từ một cái bông bình thường thôi, là một cái cây bình thường có bông thôi. Chú Hùng thấy đẹp. Thì mấy đồng đội kia đi trước, chú Hùng đi sau thấy đẹp, chú Hùng bứt. Rồi xong lụm luôn. Đồng đội cũng thấy vậy đó, đồng đội cũng về kể lại cho nghe luôn chú bự. Về phép đó. Là khi bước cái bông xong là bị luôn. Vậy đó, về phép đó, cái xuống thăm ổng bắt đầu mới kể lại cho gia đình nghe. Bà con cô bác mà có đi tuyến đường rừng sát Cần Giờ có thấy chú Hùng thì có thể mua đồ ăn cho chú Hùng. Hoặc là cho một ít tiền thôi, đừng có cho nhiều tiền. Thứ hai nữa là chú Hùng rất là hiền. Chú Hùng rất là hiền, không có phá phách ai hết. Chứ đừng cho nhiều quá. Đúng rồi, rất là hiền, rất là dễ thương. Ở đây là không có phá phách ai hết. 20 ngàn cũng được. Hầu như bà con ở Cần Giờ, Bình Khánh ai cũng biết chú Hùng hết trơn. Và hầu như là những bà con xung quanh đây ai cũng thương hết. Ai cũng thương hết. Rất là hiền. Chú Hùng hồi xưa giỏi quá ha. Hết lớp 12 luôn. Quá giỏi. Nhưng mà công việc ở nhà mình vậy nè, ông thấy là ông vừa cũng làm đó. Bữa củi lợi đầy, bữa củi đầy cho đầy chụm không nấu cơm ăn, nấu cơm mà cũng bữa củi không. Quá giỏi. Đi bữa củi rồi nè, cái bụi dừa này cho ngoài xong nè, lâu vô cột. Rồi lâu vô làm gì á? Cho ngoài cho vô đá người ta phét đá người ta. Trời ơi, vô. Bất cứ cái gốc cây nào, cái bụi cây nào nó cho ngoài là phải cưỡi đồ ra lậu ra lâu vô cột vô mé hết. Chú không biết lỗi luôn hả chú? Biết. Lậu da mé, da mé, da mé nào cũng lậu ngoài kia chưa thì đó giờ không thấy chứ lậu tùm lum hết á. Là chú Hùng rất là nhiều tài năng luôn á. Bụi lá đó lâu vô cậu á. Gốc cây mắm bự vũ thụ mà lỡ nó trôi á rồi ông cũng da ông lâu vô. Ông cắt cây mấy cái cây gốc vòng vòng bờ đây là ông lâu vô ông giác lên á. Ông giác. Chú Hùng là giờ là chú Hùng ngủ ở đây ha. Ngủ đây ha. Tối ngủ đây luôn. Không vô nhà, không vô chòi ngủ hả? Không ở đây nè, thấy bể vậy nè, rồi bắt đầu nước trong mà ngập lên gò nè, kêu ông đẩy lên gò đi làm cái thùng mở, không chịu, ở sông nè. Cái thùng là cái chòi không chú? Đa phần cô chú anh chị mà đi lính bên Cam về thì kêu bằng cái thùng không à? Đúng rồi, nãy cũng không biết cái thùng là cái gì. Cái thùng là cái chòi á. Còn bình thường chú làm công việc gì cũng không? Tôi ở đây tôi bắt ốc, hái dao, bắt cua rồi đặt cá thủy rồi ở đây dễ sống lắm. Ở đây bằng phải ở nhà thôi, phải lậu giờ kiếm vài trăm rồi sống à. Dạ. Chú ở đây là chú ở với ai? Tôi ở đây bây giờ ở con mình à. Còn vợ con đồ giờ nó đi hết rồi, bây giờ nó dỡ nhà tôi hết rồi, giờ tôi làm thum lơ đâu ở đi được. Còn mấy đứa con thì giờ nó ở muốn nhà trọ, nó ở nó sẽ khu dưới phần cạnh như dạ. Chú Hùng nè. Dạ. Sao vậy? Hả? Bụng thuốc không, chai thuốc à? Tôi thấy có hai chục thôi hả? Mua thuốc hút. Đủ rồi hả? Sao vậy trời? Thấy thương quá ta. Đi hết, cho chú hết ly gì? Chứ con cho chú nè, con cho chú. Bỏ túi đi, bỏ túi. Dạ. Chú lấy hết đi, lát nó mới cho thuốc chú hút.
chú kêu này lấy tiền lẻ này đi Sài Gòn đi. Đi xe đò ha. Con còn tiền. Nè. Thôi nè. Nè. Ông kinh tế lắm. Đùa không kinh tế ghê quá. Con cho chú Hùng rồi mới mốt. Con xuống đưa đưa nhiều cào cấu lụm hết. Con tiền. Ông kia chở con. Thôi được rồi, được rồi. Thôi chú Hùng cất đi. Cất. Bây giờ chú Hùng cất đi, lát nó cho thuốc chú Hùng hút. Bây giờ cất đi nó mới cho thuốc hút nha. Rồi mốt con xuống thăm nữa nha. Vậy là mai mốt mình đi xuống dọc đường là phải đổi tiền đổi lẻ cho chú cả nhà. Nếu mà ai thương chú Hùng mà đi gặp ở ngoài khu rực qua phà Bình Khánh chạy dài đây em gặp chú Hùng, cứ cho chú Hùng 10.000 20.000 thôi, cho chú Hùng tiền lẻ thôi, chú Hùng rất là thích. Cái này là mình cho chú Hùng mang hủ tiếu với uống cà phê thôi. Ông còn muốn trả lời gì thế không? Cho chú Hùng mang hủ tiếu với uống cà phê thôi, tại vì anh chị bà con cô bác ở đây á, với lại người thân trong gia đình á cũng rất là thương chú, cũng nấu cơm cho chú ăn. Chủ yếu là mình cho chú là để cho chú đi đường, uống cà phê đâu á. Cà phê ăn hủ tiếu ăn sáng nữa. Chứ thật ra là gia đình chú rất là thương chú luôn. Hằng ngày mong muốn là chú về nhà, và cái điều ước của gia đình là mong muốn chiếc ghe này nó hư để cho chú đi về nhà mà nó không hư. Dạ em hỏi mua chiếc ghe này 1 tỷ rồi chú bán không? chiếc ghe này chú bán nhiêu chú Hùng? Không bán luôn hả? Sao vậy, bán cho con đi. Bán về ta trồng hành. Kìa bán cho chú kia trồng hành kìa. Mình về nhà mình ở. Biểu lên bờ ở không? Lên bờ ở nha. Không chịu hả? Hiền tử tế dễ thương. Thật sự luôn á. Không có giống như một cái biểu hiện của một con người lừa gạt. Không gặp ai cũng cào cấu tiền. Ông tà lên mấy cái giống này lúc nào. Nó ngủ luôn. Anh Duy giúp em cái. Đưa bác cái. Nè BB xuống gửi cho chú đi. Thì chắc em cũng xin nhường lại cái video cho BB tiếp tục cái chương trình. Con chúc chú Hùng thật là nhiều sức khỏe nha. Khi nào con rảnh con sẽ xuống con thăm chú Hùng tiếp nha. Dẫn nó về. Sao dẫn con về? Thương chú Hùng ở đây. Lúc nãy BB có gửi cho bác trai hồi nãy là 200.000 để con đồ ăn cho bác sau này. Rồi sau còn con thì con hay đi đường này, con sẽ ghé thăm sau bác, lâu lâu ghé cho ít tiền. Còn lấy đường này lấy đúng không? Đó lại đi xe đò nữa. Đi xe đò nữa. Con đi xem, con đi máy bay. Đi máy bay. Lấy hết đi chú, nhà đó nó giàu lắm chú. Đúng rồi. Giàu á, nó có xe hơi chú. Lấy hết đi, nhà giàu lắm. Cái thương chú thiệt luôn á. Phải như người ta đường nhiều hút hết. Đúng rồi. Bác hay ha. Bác không bao giờ mà bác lấy hết kìa. Tại vì con người ta cho chú gói thuốc luôn đi BB. Người ta nè, con mới mua gói thuốc nè. Trình độ người ta. Biết gói thuốc nào không? Đồ không có đâu, tại ta bị. Gói thuốc lấy liền không? Thuốc lại lấy liền. Mà tiền thì phải chia lại. Gói thuốc là thương bác quá đi. Gói thuốc là khỏi chia. Tại đó, cậu gói thuốc sáng sáng rồi. Sẽ đi đứng á. Bắn được ai không? Bắn được ai luôn à? Là về cái bị luôn. Xui với trời. Chưa kịp bắn ai luôn á. Hỏi có tán gái miên không? Không có tán gái miên. Bức cái bông gì nhớ không mấy trai? Không bức không nhớ hả? Bạn bè đi chung về kể thôi. Mà sao ghê, cái bông mà ghê ha. Bởi vậy đi ngoài đường thấy bông đẹp chưa chắc gì nó đã đẹp. Đúng rồi. Thấy hoa nở chưa chắc thì xuân đã về nha. Nhãi miên mà nó mọc dại á, mọc dại bên đường mà người ta yểm vô mấy cái cây á, tặng cho những cái người nào mà mê cái đẹp hoặc là hiếu kỳ là sẽ bị nhà người ta trồng ngại nhá, bắt đầu cái chiến tranh. Bác bây giờ con về nha. Tại vì BB cũng hay đi tuyến đường đường sát này, cho nên là BB có thể là ghé ngang lâu lâu cho bác mấy chục để bác ăn hủ tiếu, còn gửi tiền riêng cho bác kia, bác trai kia rồi cả nhà. Thì bây giờ cả nhà thấy đoạn video này như thế nào? Thực sự cả nhà, vì khuya cả nhà bữa sau mà có đi lên núi lên rừng gì đó, cả nhà đừng bao giờ đụng vào những cái đó, hoa nó đẹp, nó càng đẹp là nó càng nguy hiểm, vẫn càng độc cả nhà nhé. Và cả nhà thấy đoạn video này như thế nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới. BB sẽ đọc comment và hy vọng rằng có thể là có một người thầy nào đó có thể đến đây chữa bệnh cho bác trai. Và BB sẽ cập nhật địa chỉ ở dưới phần mô tả, cả nhà có thể xem ở dưới. Và video đã dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của quý vị ạ.